nào mà quen quen vậy ta? Ủa? Đuối. Con mà non có đúng không? Dạ, con chào cô Tám. Bộ lên Sài Gòn làm ăn cực khổ lắm hả con? Sao Tám hỏi vậy? Thì nhìn mặt mày già hép à. Già gần bằng mẹ mày luôn vậy đó. Ủa núi, lên thành phố làm lương nhiều không con? Rồi thưởng Tết được nhiêu? Dạ cũng tạm, mà không nhiều như Tám. Ủa, Tám có làm gì đâu nhiều con? Dạ, việc diện á Tám. Wow, wow, wow. Ngày xưa một hai đầu lên thành phố học đại học cho bằng được, rồi giờ lương tháng nhiêu con? Dạ cũng tạm, đủ ăn hàng ngày à Tám. Trời đất ơi, ăn học hết tiền hết bạc của cha của mẹ mà kêu vừa đủ ăn hàng ngày làm sao con? Chẳng bù cho công dân nhà cô làm lương tháng bèo lắm, cũng chục củ. Dạ con chưa nói hết câu, đủ ăn cua hoàng đế hàng ngày à Tám. Ủa núi, hai mươi mấy tuổi đầu rồi, con định chừng nào dẫn người yêu về ra mắt ba mẹ hả con? Dạ người yêu thì có, mà tại tình hình đang dịch với lại ở xa nữa, người yêu con không về được. Ủa ở đâu mà xa con? Dạ con ở đây, người yêu con ở bên bồ nó. Ủa núi, con có người yêu trên núi? Dạ có rồi Tám. Vậy con đợi chừng nào cưới? Dạ ra duyên. Ủa lẹ dữ gì mày? Dạ ra duyên, nhưng mà duyên nào á con không biết. Ê núi. Dạ. Mấy bữa nay thấy mày chạy xe ôm con nhỏ nào ngoài đường? Tụi mày ôm môi hả? Dạ. Trời đất ơi, ba mẹ mày mà biết chắc buồn gì mày dữ lắm he. Dạ chắc không buồn bằng Tám đâu. Ủa làm sao? Dạ thì con chơi ôm môi với con của Tám đó. Wow wow wow, con dân đâu mày chết với tao. Núi. Dạ. Nghe nói dạo này làm ăn được lắm hả con? Vậy Tết này có định mừng tuổi cho Tám không con? Dạ, Tám muốn nhiều. Hey, một hai củ lấy lọc được rồi, chứ Tám đâu có tham đâu con. Dạ, con mừng tuổi Tám. Mới thấy con đi đâu mà biền biệt hai ba năm mới về ăn Tết một lần vậy con? Dạ con đi làm ăn Tám. Trời ơi làm ăn vậy thì tiền để đâu cho hết? Dạ làm ăn là làm nhiều ăn hết nhiều Tám. Núi. Đi đâu mà dụi mà về, mà nhất phải đá, mà hoàng phải dây. Thông thả gì vậy Tám, đây mâm nào cũng có, nó hoàng nó siêu. Quèo quèo quèo.